Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng. Còn tại đài Local 57.2 Vietface TV là vào lúc 5:30 sáng ngày thứ Ba và đài S Channel 56.6 vào lúc 9:00 sáng thứ Ba. Cứ mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Và chương trình sẽ được tiếp tục in ra những DVD và CD. Ước mong quý vị vui lòng tiếp tay và giới thiệu đến cho mọi người cùng xem và yểm trợ cho gia đình bà Ái Phan luôn. Tùy tâm yểm trợ để cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài được phổ biến rộng rãi lâu dài nha quý vị. Xin Chúa ghi nhận lòng hảo tâm của quý vị và chúc lành cho những người nghe và cảm nhận được tình Chúa bao la dạt dào. Chân thành tri ân và kính chúc muôn vàng phúc lộc. Mọi đóng góp sẽ được khấu trừ thuế và mọi đóng góp ý kiến cho chương trình này chúng ta càng hay hơn, phong phú hơn. Xin quý vị vui lòng gửi thư về cho gia đình bác Ái Phaolô với địa chỉ là PO Box 2472, Garden Grove, California 92842, điện thoại liên lạc 714-230-9443. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh tiêu biểu viện sinh hoạt của gia đình bác Ái Phaolô. Kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là món ăn tinh thần gia đình bác Ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác Ái Phaolô được thành lập tại Việt Nam vào tháng Giêng năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Nay 2016 đã hơn 39 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng dòng San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ những mảnh đời kém may mắn, không phân biệt tôn giáo. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472, Garden Grove, California 92842, điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Vâng, trở lại chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Em chào chị Nguyễn Nguyện. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán thính giả. Thưa chị Nguyễn, như vậy là bắt đầu chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Mời chị Nguyễn gửi đến một bài thơ phải không ạ? Vâng, mỗi chương trình thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán giả một bài thơ đầu tiên. Bài thơ gì ạ? Hôm nay mình sẽ gửi lên bài thơ Giê-xu ơi. Vâng, em mời chị. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta là những người con được tuyển chọn trong muôn vàng. Chúa muốn chúng ta đi theo con đường của Chúa, quên mình như ngọn nến được thắp sáng phải hao mòn, như muối mặn cho đời phải tan chảy. Xin mời quý vị cùng với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài khẩn cầu Chúa cho chúng ta trên con đường hành trình dương thế luôn biết soi vào tấm gương tuyệt đỉnh của Chúa mỗi ngày. Vâng, cảm ơn quý vị thưởng thức bài thơ Giê-xu ơi. Tình con không thể nhạt phai, đã quyết yêu Chúa con phải làm sao? Giúp con lòng hướng lên cao, kiếm tìm nơi Chúa biết bao diệu kỳ. Tình Chúa luôn để ân thi cho con theo bước sống vì tha nhân. Đừng tìm chỗ đứng yên thân, giỏi nói gương Chúa xả thân cho đời. Chúa là cội phúc rạng ngời, Chúa đem phân phát cho đời cân phân. Chúa là vĩ đại ân nhân, cho con chia sớt phận thân kẻ nghèo. Hành trình của Chúa mang theo hạt mầm nhân hậu rắc gieo mọi miền. Xin nhờ ơn Chúa thánh thiêng, giúp con từ bỏ ý riêng hẹp hòi. Chúa không muốn cũng chẳng đòi, dâng trao lễ vật nhưng đòi lòng ngay. Cho con đừng có mê say, thú vui trần thế nhưng hay làm lành. Không tham tiền bạc lời danh, giữ lòng thánh đạm không ganh đua đòi. Chúa là đích điểm con noi, tấm gương tuyệt định con soi mỗi ngày.
Giê-xu ơi, một bài thơ thật là nhiều khi mình nghe giống như ngoài đời, mình nghe rất là ngọt ngào, rất là mê mẩn, phải không ạ chị Nguyễn? Khi mà chị làm cái bài thơ này thì cái tâm tình của chị như thế nào ạ? Mình làm Giê-xu ơi, cái mình thấy như là người mà thân nhất, giống như kiểu người yêu vậy. Kiểu người yêu vậy. Dạ. Và Chúa, mình đối với Chúa cũng là người cha. Chúa đối với mình cũng là người cha, mà cũng là người anh cả, mà đồng thời cũng là như người yêu. Dạ vâng, rất là dễ thương phải không quý vị, qua một cái bài thơ Giê-xu ơi, thì ước mong sao chúng ta mỗi ngày đều cười ngoài như vậy phải không ạ? Lúc ta vui, lúc ta buồn, hay là lúc ta cô đơn, chúng ta cứ gọi Giê-xu ơi, những tiếng gọi thật là thiết tha, và chắc chắn rằng là Chúa sẽ lắng nghe chúng ta. Tam Biên Portugal, hai địa điểm 714-548-4993, 714-363-2222. Vĩ Dạ Restaurant 714-531-2905. Nhà hàng Vân 714-530-6858. Broda Restaurant 714-530-1744. Bác sĩ Đặng Bình Chúc 714-775-5373. Rồi bây giờ chúng ta bước sang thánh ca đi chị. Hôm nay chị sẽ chọn những bài thánh ca rồi phải không ạ? Thưa Mỹ Lan, kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta tuy thân phần mỏng giòn, yếu đuối, nhưng chúng ta được Chúa dựng nên, chúng ta có nguồn gốc để khỏi sợ lạc bước. Linh mục Phóng Trần giúp chúng ta tìm về nguồn Giê-xu, và tiếng hát vụ phong vụ như làm cho tình yêu chảy lên rạng ngời thêm. Để ta tràn hòa sức sống,
hãy nói nguồn Giê-xu để chặt tình yêu tươi ấm tâm hồn. Hãy nói nguồn Giê-xu để cho niềm tin anh lên rạng ngời. Hãy nói nguồn Giê-xu để chặt tình yêu sáng lên ngàn nơi. Hãy nói nguồn Giê-xu để cho đời ta tràn hòa sức sống. Hãy nói nguồn Giê-xu để chặt tình yêu tươi ấm tâm hồn. Hãy nói nguồn Giê-xu để cho niềm tin anh lên rạng ngời. Kính thưa quý khán thính giả, Đức Cha Thông Vi Vu trong bài ca Lửa Cháy do Xuân Trường và Hoàng Chương trình bày, cầu xin Chúa xóa tan đêm dài mờ tối để hôm nay ngày mai tình mãi không say. Tràn đầy bài ca lửa cháy hát về ngài. Bài ca lửa cháy mãi nồng say, hát bừng trời mây với cỏ cây, bốn mùa vần xoay anh lửa miệt mài. Trao niềm vui cho đôi môi tiếng hát rộn ràng. Ngài về buông ánh sáng, vươn xóa tan đêm dài mờ tối. Ngài bàn tay biển khơi chẳng cạn vơi xót thương mặn nồng, dìu hồn con bước trên đường dài. Bài ca lửa cháy hát về Ngài. Lửa cháy hát về Ngài.
Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta thật là diễm phúc vì chúng ta có một người mẹ là mẹ của tình yêu. Giờ đây chúng ta hãy cùng các bạn trẻ giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp sốt sắng dâng hiến đời chúng ta cho mẹ một lần nữa, và nhờ mẹ dựng đến Chúa Giêsu con mẹ, chúng ta được an vui vô biên. Vâng, chúc mừng quý vị thưởng thức ba bài thánh ca được mang tên Tìm Về Nguồn Giêsu, bài ca Lửa Cháy và Dâng Hiến Đời Cho Mẹ. Trở lại chương trình Con Đường Tình Yêu, kính dâng lên Ngài. Và như thường lệ thì em mời chị Nguyện gửi đến lời nguyện cuối giờ để cầu xin Thiên Chúa của chúng ta ban ơn lành cho chương trình này, cũng như là ban ơn lành đến cho quý khán thính giả của chương trình Con Đường Tình Yêu. Kính dâng lên Ngài nha chị, em mời chị. Mời Mỹ Lan và mời quý vị khán thính giả cùng hợp ý dâng lời nguyện cuối giờ. Lạy Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng, thiện hảo vô song,
chúng con được làm con Chúa là một hồng ân lớn lao. Xin cho chúng con luôn biết noi gương mẹ Maria, hướng lòng lên kết hợp cùng Chúa. Mời Chúa ngự vào tâm hồn của chúng con, ở lại cùng chúng con, giữ gìn chúng con, để cuộc đời của chúng con mãi mãi là bài ca tri ân. Có như thế, chúng con mới xứng đáng làm chứng nhân tình yêu của Chúa ở giữa trần gian này. Amen. Amen. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.